Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì sắc và tự tánh của sắc là không, thọ tưởng hành thức và tự tánh của thọ tưởng hành thức là không. Bạch Thế Tôn, nhãn xứ và tự tánh của nhãn xứ là không. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ và tự tánh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không. Bạch Thế Tôn, sắc xứ và tự tánh của sắc xứ là không. Thanh hương vị xúc pháp xứ và tự tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ là không. Bạch Thế Tôn, nhãn giới và tự tánh của nhãn giới là không. Nhĩ tĩ thể thân ý giới và tự tánh của nhĩ tĩ thể thân ý giới là không. Bạch Thế Tôn, sắc giới và tự tánh của sắc giới là không. Thanh hương vị xúc pháp giới và tự tánh của thanh hương vị xúc pháp giới là không. Bạch Thế Tôn, nhãn thức giới và tự tánh của nhãn thức giới là không. Nhĩ tĩ thể thân ý thức giới và tự tánh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là không. Bạch Thế Tôn, nhãn xúc và tự tánh của nhãn xúc là không. Nhĩ tĩ thể thân ý xúc và tự tánh của nhĩ tĩ thể thân ý xúc là không. Bạch Thế Tôn, các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không. Các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra và tự tánh của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là không. Bạch Thế Tôn, địa giới và tự tánh của địa giới là không. Thủy hỏa phong không thức giới và tự tánh của thủy hỏa phong không thức giới là không. Bạch Thế Tôn, vô minh và tự tánh của vô minh là không. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử và tự tánh của hành cho đến tự tánh của lão tử là không. Bạch Thế Tôn, bố thí ba la mật đa và tự tánh của bố thí ba la mật đa là không. Tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa và tự tánh của tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa là không. Bạch Thế Tôn, pháp không nội và tự tánh của pháp không nội là không. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh và tự tánh của pháp không ngoại cho đến tự tánh của pháp không, không tánh tự tánh là không.